Ôi, giờ này mình xin giới thiệu về một loại thực phẩm mà các bạn như những người bị xương khớp ăn dùng hàng ngày để có thể tác dụng làm tăng cường hồi xương cũng như khớp. Thứ nhất là sụn và xương ống. Thì như các bạn đã biết thì trong sụn và xương ống nó có chứa nhiều hợp chất tự nhiên rất có lợi cho xương, giúp cho sụn chúng ta chắc khỏe hơn. Ngoài ra những món ngon ngọt được ngon được hầm từ xương ống hoặc là xương, nó cung cấp nguồn canxi rất dồi dào cho cơ thể. Các bạn có thể lấy xương ống hoặc là sụn sườn bò, những loại này rất tốt trong việc tăng cường canxi xương cũng như sụn. Nhóm thực phẩm thứ hai đó là hải sản, như cá, tôm, cua, sò. Thì hải sản thì nhiều người đã biết trong hải sản có chứa rất nhiều canxi. Tuy nhiên những người bị đau khớp hay là bị bệnh có tiền sử bị bệnh gút thì không nên ăn hải sản. Trong cái ăn cũng vừa phải trong chừng mực, chứ nếu ăn nhiều quá thì cũng không tốt cho sức khỏe. Nhóm thực phẩm thứ ba đó là sữa và các chế phẩm từ sữa. Thì sữa luôn là nguồn cung cấp canxi rất dồi dào cho cơ thể chúng ta, giúp phòng ngừa loãng xương cũng như xương khớp. Thứ hạng thứ tư đó là ngũ cốc. Trong ngũ cốc nó chứa nhiều khoáng chất và vitamin giúp tăng cường hệ miễn dịch và sức đề kháng cho cơ thể chúng ta, giúp ngừa viêm và kháng viêm hiệu quả. Đồng thời các loại hạt ngũ cốc còn có giúp cho quá trình chậm lão, làm cho quá trình chậm lão hóa, ngăn ngừa thoái hóa khớp. Thứ hạng thứ năm đó là nấm. Nấm được coi là một thần dược đem lại rất nhiều giá trị dinh dưỡng cho con người chúng ta. Nó không những giúp cho cơ thể chúng ta tăng cường sức đề kháng mà còn làm chậm quá trình lão hóa và hạn chế các bệnh như béo phì, tiểu đường, tim mạch, ung thư. Ngoài ra nấm, dùng nấm thường xuyên thì nó có tác dụng ngăn ngừa thoái hóa khớp rất tốt. Trong nấm nó có nhiều nhóm vitamin K và D, là những vitamin rất quan trọng trong việc giúp chuyển hóa tối đa lượng canxi trong cơ thể, từ đó tăng cường sự dẻo dai của xương khớp cũng như cơ sụn. Và thực phẩm thứ sáu mình muốn giới thiệu đó là cà chua. Cà chua thì nó loại trái cây, nó có chứa nhiều vitamin và collagen, là chất rất tốt cho sự phát triển của gân và xương cũng như sụn. Cà chua nó đem lại sự bảo vệ hoàn hảo cho xương khớp, giúp phòng ngừa thoái hóa cũng như làm giảm các cơn đau khớp gối. Theo nghiên cứu thì hạt cà chua nó có thể thay thế cho aspirin, là một loại chất giảm đau cực tốt và kháng viêm hiệu quả. Thực phẩm thứ bảy đó là trái cây như là chuối, chanh, dứa và đu đủ, là những thực phẩm rất tốt cho khớp gối. Những thực phẩm này nếu dùng thường xuyên thì có thể cung cấp cho vitamin C cho cơ thể chúng ta. Ngoài ra nó còn giúp kích thích tế bào sụn sản sinh ra collagen, bảo vệ tuyệt vời cho hở gân và xương. Thứ tám là các loại rau và củ quả. Các loại rau và củ quả đặc biệt là như là bắp cải, cải xoăn, cải xanh, cải thìa. Trong loại rau có rất giàu vitamin K, một loại vitamin rất tốt và rất quan trọng trong việc ngăn ngừa rạn xương và giúp tăng cường mật độ của xương. Có một loại rau quả rất nổi tiếng trong việc điều trị khớp cũng như sụn, đó là quả trái đậu bắp, hay là nhiều vùng gọi là trái bắp cồi đấy. Trái này khi sắc ra nấu thì có nhức nhức nhức. Trái này được các thầy thuốc đông y khuyên dùng đối với những người bị khớp gối cũng như là bị xương khớp, sử dụng trái bắp cồi rất hiệu quả. Và thứ chín đó là giá đỗ, hay gọi là giá đỗ xanh rồi đấy bạn.
giá đậu xanh, giá đậu đen. Thì trong giá này có hoạt chất giúp ngăn ngừa loãng xương và giúp giảm đau khớp gối, đặc biệt là những người cao tuổi, những phụ nữ ở giai đoạn mãn kinh thì xương dễ bị loãng đi. Trong ngăn này các bạn nên bổ sung thêm giá đỗ để giúp ngăn ngừa loãng xương. Cái thực phẩm cuối cùng mình muốn giới thiệu đến các bạn đó là trà xanh. Trà xanh là một thực phẩm rất tốt cho khớp gối. Nó thường được biết đến là một thức dầu, thức uống dầu chất chống oxy hóa cho cơ thể, giúp trẻ hóa làn da cũng như xương khớp. Tuy nhiên khi dùng nước trà xanh, bạn nên lưu ý tuyệt đối không nên uống quá quá nhiều nước trà xanh trong ngày. Tức là trên khoảng tầm mình uống tầm có 1 lít đổ lại thôi, không nên uống nhiều quá. Uống nhiều có thể gây tình trạng chóng mặt, đau đầu đối với người không quen. Ngoài ra trong thiên nhiên thì còn có nhiều rất nhiều loại thực phẩm tốt cho sức khỏe, sụn sụn khớp và xương. Bạn có thể tìm hiểu thêm. Chúc các bạn và gia đình luôn khỏe mạnh.